Thân chào các em. Ở bài trước các em đã tìm hiểu về đặc điểm của thấu kính hội tụ. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Chúng ta đi vào bài 43. Đó là bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Rồi, bài này sẽ có hai nội dung chính. Nội dung chính thứ nhất đó là đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Nội dung chính thứ hai đó là cách dựng ảnh. Chúng ta đi vào phần nội dung đầu tiên. Ở phần nội dung này chúng ta sẽ có thí nghiệm. Ở phần thí nghiệm đó là chúng ta đặt vật ngoài khoảng tiêu cự và đặt vật trong khoảng tiêu cự. Các em sẽ tự tìm hiểu ở sách giáo khoa. Rồi đây là bảng kết quả thí nghiệm. Khi đặt vật ngoài khoảng tiêu cự, có nghĩa là D lớn hơn F, thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 khoảng cách. Thứ nhất, khoảng cách thứ nhất là vật đặt ở rất xa thấu kính. Lúc đó, ảnh đặc điểm của ảnh ra sao? Thì chúng ta rút ra được kết quả như sau. Từ thí nghiệm rút ra được kết quả đó là cho chúng ta là ảnh thật ngược chiều với vật và độ lớn của nó là nhỏ hơn vật. Ở đây chúng ta chú ý rằng nếu vật ở rất xa thấu kính thì lúc này ảnh nó sẽ nằm tại tiêu điểm của thấu kính. Rồi khi vật lớn hơn 2 lần tiêu cự, có nghĩa là D lớn hơn 2F, thì chúng ta sẽ có đặc điểm của ảnh như sau. Đó là ảnh thật ngược chiều và độ lớn là nhỏ hơn vật. Tiếp tục, nếu vật đặt trong khoảng tiêu cự bé hơn F và lớn hơn 2F. Cô xin lỗi. Lớn hơn F và bé hơn 2F thì chúng ta sẽ cho ra là ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật. Rồi. Khi vật đặt trong khoảng tiêu cự có nghĩa là D nhỏ hơn F thì chúng ta sẽ có đặc điểm như sau. Ảnh của chúng ta thu được đó là ảnh ảo. Cùng chiều với vật, độ lớn là lớn hơn vật. Đó là kết quả mà chúng ta thu được từ thí nghiệm. Từ kết quả này, chúng ta sẽ rút ra được kết luận như sau. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ chia ra làm hai đặc điểm. Thứ nhất, nếu đặt vật ngoài phản tiêu cự, vật ở rất xa thấu kính là D ở vô cùng. Đặc điểm thứ hai, D lớn hơn 2F. Đặc điểm thứ ba, D nhỏ hơn 2F. Lúc này vật ở rất xa thấu kính sẽ cho ảnh nhỏ hơn vật, D phẩy bằng F. Ảnh này luôn là ảnh thật ngược chiều so với vật. D lớn hơn 2F thì sẽ thu được ảnh nhỏ hơn vật. Tương tự như vậy, ảnh cũng là ảnh thật ngược chiều so với vật. D nhỏ hơn 2F, ảnh chúng ta thu được là ảnh lớn hơn vật, ảnh thật ngược chiều so với vật. Vậy từ kết luận này thì chúng ta thấy được điểm chung của vật đặt ngoài phản tiêu cự đó là luôn luôn cho ảnh thật ngược chiều với vật. Còn độ lớn thì chúng ta xét tùy vào điểm đặt của vật. Khi chúng ta đặt vật trong khoảng tiêu cự, có nghĩa D bé hơn F, thì chúng ta sẽ luôn luôn cho được ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật. Đây là phần kết luận các em cần phải chú ý. Kết thúc phần 1 la mã, chúng ta sẽ sang phần nội dung 2 la mã, đó là cách dựng ảnh. Một nhỏ dựng ảnh của điểm sáng S nằm ngoài trục chính có D lớn hơn F. Rồi nhìn vào hình vẽ, cô có điểm sáng S nằm ngoài khoảng tiêu cự. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ dựng điểm S phẩy. Cách dựng, chúng ta sẽ vẽ hai tia tới đặc biệt. Sau đó dựng hai tia ló tương ứng. Giao điểm của hai tia ló là ảnh của điểm sáng. Rồi, đây là cách dựng ha. Tia tới thứ nhất song song trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy. Tia tới đi qua quang tâm thì chuyền thẳng. Chúng ta thu được
điểm giao nhau giữa hai tia ló, thì điểm giao nhau đó chính là ếch phẩy. Ếch phẩy là ảnh của điểm ếch qua thấu kính hội tụ. Đó là cách dựng ảnh của điểm sáng. Nếu bây giờ đề bài cho là một vật sáng thì chúng ta dựng ảnh như thế nào? Chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ. Đó là dựng ảnh của một vật sáng AB qua thấu kính hội tụ. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta phải dựng được ảnh B' của B. Sau đó nối B' vuông góc và cắt trục chính tại A'. Lúc đó A'B' chính là ảnh của vật AB. Rồi đối với thấu kính hội tụ, cô sẽ chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là D lớn hơn F. Trường hợp thứ hai đó là D nhỏ hơn F. Rồi trường hợp thứ nhất, D bằng 36 cm, đề bài cho tiêu cự là 12 cm. Chúng ta sẽ tìm ảnh A'B' của vật AB qua thấu kính hội tụ. Rồi nhìn vào hình A. Đầu tiên từ điểm B, chúng ta sẽ vẽ một cái tia tới song song trục chính, thì có tia ló đi qua tiêu điểm F' như hình vẽ. Rồi tia sáng thứ hai đó là đi qua quan tâm ô thì chuyền thẳng, cô sẽ thu được điểm B' như hình ha. Kẻ đường thẳng vuông góc với trục chính thì chúng ta sẽ tìm được A', nối A' và B' lại, chúng ta sẽ có được ảnh A'B'. Rồi đối với hình thứ hai, D nhỏ hơn F, tương tự. Rồi chúng ta thấy là cách vẽ hình, cách đề bài vẽ hình nè. Trước tiên chúng ta nhìn hai tia ló không thể cắt nhau được. Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ rằng đường kéo dài của hai tia ló này nó có cắt nhau hay không. Khi kéo dài tia ló thì chúng ta thấy nó sẽ cắt nhau tại B'. Từ B' chúng ta kẻ một cái đường thẳng vuông góc với trục chính và nó sẽ thu được A'. Nói B' và A' lại, chúng ta sẽ tìm được ảnh A'B' của AB. Rồi trong hai trường hợp sẽ có hai hình ảnh khác nhau. Các em chú ý vào hai hình ha. Rồi đặc điểm của ảnh. Đối với D lớn hơn 2F thì nó sẽ có đặc điểm gì? Ảnh của chúng ta thấy rằng ảnh này ngược chiều với vật. Vậy là ảnh ngược chiều thì nó là ảnh thật. Độ lớn chúng ta thấy rằng ảnh, nhìn vào hình thì chúng ta thấy độ lớn của ảnh sẽ như thế nào, nhỏ hơn vật. Đó là cách nêu đặc điểm. Thứ nhất phải có 3 trường hợp cụ thể. Ảnh đó là ảnh gì, cùng chiều hay ngược chiều với vật, và độ lớn của nó ra sao. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nêu đặc điểm của ảnh khi mà D nhỏ hơn F. Rồi nhìn hình thì chúng ta thấy rằng ảnh này là ảnh gì? Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. Và kết thúc bài học hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái phần vận dụng. Rồi giải quyết câu C6 sách giáo khoa. Thì ở đây cô sẽ tóm tắt cái đề bài. Đề bài cho đó là gì? AB là độ lớn của vật bằng 1 cm, OA bằng D bằng 36 cm, OF bằng OF' bằng F 12 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm, đó là tìm độ lớn của ảnh. Rồi ở đây nhìn vào tóm tắt thì chúng ta thấy rằng D bằng 36 mà F bằng 12, có nghĩa là hình chúng ta đang sử dụng đó là hình nào? Hình A hay hình B? Đó là hình A, vì D hiện tại bây giờ đang lớn hơn F. Vậy hình A chúng ta thấy có hình ảnh. Rồi, ở đây khi giải bài toán về thấu kính hội tụ thì chúng ta sẽ tìm cho cô những cặp tam giác đồng dạng. Đây là hai cặp tam giác đồng dạng thứ nhất. Đó là O, A, B đồng dạng với tam giác O, A phẩy, B phẩy. Vì hai tam giác này có hai góc bằng nhau,
đó là góc O, hai góc đối đỉnh. Thứ hai, góc BAO và góc OA phẩy B phẩy, hai góc đó là hai góc vuông. Hai tam giác này đồng dạng sẽ cho ta những cặp cạnh đồng tỷ lệ. Rồi tương ứng như vậy sẽ có cặp cạnh tỷ lệ như sau, đó là AB chia A phẩy B phẩy bằng AO chia A phẩy O. Rồi suy ra đề bài cho gì thì mình thế số vào. AB đề bài cho rồi nè, là 1 cm. A phẩy B phẩy chưa cho thì mình ghi lại bằng OA, đề bài cho là 36 cm. OA phẩy mình ghi lại. Một phương trình mà có hai ẩn số là chúng ta không giải được. Chúng ta phải tìm thêm một cặp tam giác đồng dạng tiếp theo. Rồi đây là cặp tam giác đồng dạng tiếp theo, đó là F phẩy OI đồng dạng với tam giác F phẩy A phẩy B phẩy. Từ đó suy ra được cặp cạnh tỷ lệ OI chia A phẩy B phẩy bằng OF phẩy chia A phẩy F phẩy sẽ bằng OF phẩy, đề bài đã cho rồi là 12 cm. Tại sao A phẩy F phẩy bằng OA phẩy trừ 12? Ở đây các em nhìn thấy rằng đây A phẩy F phẩy nó sẽ bằng OA phẩy trừ cho đoạn OF phẩy, mà OA phẩy ghi lại nè, OF phẩy đề bài đã cho là bao nhiêu, là 12 cm. Vậy chúng ta có được phương trình thứ hai, mà chúng ta thấy rằng OI và AB nó liên hệ gì với nhau, đó là hai cạnh nó sẽ bằng nhau do tính chất của hình chữ nhật. Đây là góc vuông, góc vuông tính chất hình chữ nhật thì hai cạnh đối nó sẽ bằng nhau. Từ 1 và 2 thì chúng ta thấy rằng 36 chia cho OA phẩy bằng 12 chia OA phẩy trừ 12. Giải phương trình chúng ta thu được OA phẩy bằng 18 cm, A phẩy B phẩy bằng 0,5 cm. Rồi đây là cách giải của bài toán thấu kính hội tụ khi trường hợp của chúng ta là D lớn hơn F. Vậy nếu ngược lại D nhỏ hơn F thì sẽ có cách giải như thế nào? Thì các em sẽ về nhà tự tham khảo thêm. Rồi bài học hôm nay là kết thúc. Về nhà các em sẽ học phần ghi nhớ và làm bài tập. Rồi mến chào các em.